Xin chào bạn nhé. Hiện tại mình đang đi trên cung đường đèo gió của Hà Giang. Trong quá trình quay do một số cái lỗi của cam hành trình, mình đã không quay được cái đoạn đường vào từ đầu. Thì theo cảm nhận cá nhân mình ấy, thì hiện tại thì nó cung đường này nó cũng không còn nguy hiểm như trước. Thì đang được người dân ở đây tu sửa lại. Đường đã được mở rộng khá là nhiều các bạn. Đây, ở phía trước là người dân đang nghiền đá để làm đường. Và đi qua cái đoạn này có vẻ là hơi khó khăn. Ra đi qua đoạn này cũng hơi run các bạn, rất chè nhỏ. Đây các bạn ơi, đây chính là cái mặt đường cũ các bạn nhé, nó chỉ nhỏ như này thôi. Xe máy tránh nhau còn khó. Trước kia là cái mỏm đá mà các bạn hay lên đấy chụp ảnh. Đã có một bạn lên rồi, xe đây chắc lên chụp ảnh. Mình sẽ đi tiếp vào phía trong, lát nữa mình sẽ quay lại xem bên trong nó có cái gì. Phía trong này chính là cái con đường cũ rồi các bạn, nó rất nhỏ thôi. Và đi xuống phía tay phải, tay trái này. Tay trái của mình thì sẽ ra một đường khác để đi thông ra ngoài, và mình sẽ đi lên cái đường này xem là sẽ đi đến đâu nhé các bạn nhé. Đường này chắc là đi vào trong bản. Đường khá là dốc các bạn. Nhìn trong máy quay thì nó không nguy hiểm, nhưng mà thực tế là nó rất chi là nhỏ, nó dốc. Những đoạn cua gấp khúc này rất khó đi luôn. Này, đoạn này thì đúng là thật sự là không thể cua nổi. Chắc mình sẽ phải dắt xe. Mình đi vào trong thì đúng như lúc đầu mình nói thì nó chỉ là một cái bản nhỏ nhỏ. Mình đi đến đầu đường mình quay lại nữa. Bây giờ đi xuống đây chắc chắn là lại phải dắt xe như lúc lên, vì cái xe của mình nó không thể cua được, nó cua hết lái cũng không cua được. Nhìn thì nó chênh vênh quá nguy hiểm. Không làm cách nào cua được các bạn. Chắn là phải dắt rồi.
đi lên nó không ghê bằng đi xuống các bạn. Đi xuống cảm giác nó sợ hơn. Phanh mà không ăn mà đi đi kiểu đi một người nó nhẹ, đi rất khó. Bây giờ mình đi sẽ đi thẳng ra cái phía cái mỏm đá kia, và nên cố gắng ra chụp nếu một bức ảnh làm kỷ niệm. Cảm giác ra đây nó gió to, nó rất chia run luôn các bạn. Video của mình tạm dừng ở đây nha. Chào các bạn nha.